Đây là một trong những địa điểm ở ngoại ô Seoul rất được yêu thích. Nếu bạn đến đây, bạn sẽ thấy đây là một địa điểm du lịch giúp gia đình gắn kết nhau hơn. Tại sao bạn không thử đến Anseong của tỉnh Gyeonggi trong tuần này nhỉ? Đây là quê hương của người làm bát, Chum, bằng tất cả tình cảm và sự chân thành. Đây cũng là nơi của những con người không bao giờ hết tự hào về lịch sử quê hương. Bạn có thể thấy vẻ đẹp truyền thống đó ngay trong khung cảnh thiên nhiên trong lành nơi đây. Bạn cũng sẽ thấy tấm lòng chân thành của con người được chất chứa trong dòng chảy lịch sử và khu chợ truyền thống. Đây chính là địa điểm du lịch mà ai đến đây cũng đều cảm nhận được điều đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến Anseong ở Gyeonggi nhé! Xin chào, tôi là Lee Soo-min. Bạn có hay nói cụm từ hình mẫu lý tưởng không? Cụm từ đó bắt nguồn từ đây, từ đồng âm với lý tưởng, Anseong. Các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu nguồn gốc cụm từ đó nhé! Nếu đã đến đây thì không thể bỏ qua những quán ăn ngon và địa điểm du lịch nổi tiếng đúng không? Hãy cùng tôi khám phá nhé! Điểm dừng chân đầu tiên là trang trại Anseong. Đây là địa điểm mà bạn có thể dành thời gian vui chơi cùng trẻ nhỏ. Tôi hiện đang ở địa điểm nhất định phải đến, Anseong. Bởi vì đây là nơi mà bạn có thể trải nghiệm chăn nuôi gia súc. Chúng ta hãy cùng vào trong và thử sờ và cho các con gia súc ăn nhé. Với quy mô 1.280.000 m², đây là nơi bạn có thể trải nghiệm văn hóa, học cách chăn nuôi. Đây là khuôn viên mô hình chăn nuôi do Hội Nông nghiệp quản lý. Đặc biệt, nó có ý nghĩa giáo dục quan trọng cho các bạn trẻ. Chào các bạn! Ôi, ở đây có nhiều bạn quá! Chào bạn, bạn có thể giới thiệu nơi này đến các khán giả được không? Ở đây rất đẹp và trong lành, nên các bạn hãy cùng các bạn trai đến đây nhé! Ôi, đúng thật đấy! Các bạn hãy thử đến đây hẹn hò cùng bạn trai nhé! Ở đây rất rộng, nên nhất định bạn phải sử dụng một phương tiện để đi xung quanh. Chính là chiếc xe tải này. Ngày thường thì vài tiếng một chuyến, cuối tuần thì cứ 30 phút là có một chuyến chạy. Bạn đã thử đi xe này chưa? Tôi chưa đi thử bao giờ. Bạn thấy xe này thế nào? Đi thử thì thấy xe này không phải bình thường đâu, rất thú vị đó ạ. Tôi rất tò mò không biết chúng ta đang được đưa đi đâu. Phấn khích quá. Bảo anh Tài lái xe nhanh lên thử xem nào. Bảo thế nghe hơi kỳ quá. Anh ơi, chạy nhanh lên ạ. Xe tải này đi vào mùa hè rất mát và thuận tiện. Khi đi nhanh thì chúng ta có thể cảm nhận được từng làn gió mát mẻ thổi vào nữa. Ôi, đi nhanh thật đấy. Nhưng anh trông không thích lắm nhỉ? Nó rất vui mà. Wow, ôi mát quá. Anh xem trang trại đằng kia kìa. Rộng thật sự đấy. À, tôi vốn dĩ luôn nghĩ ở đây đẹp như thế. Nhưng nghe nói đây là nơi đầu tiên Jang Dong-gun trong phim Phẩm Chất Quý Ông đó. Đến bao giờ tôi mới có thể ở một nơi hòa mình vào thiên nhiên được như thế này chứ? Thời tiết dạo gần đây rất đẹp. Dù là hoa hay lá, thì chúng đều đang nở rộ. Các bạn hãy đến thử đây chơi nhé. Đi một lát thì giờ chúng tôi đang ở trước ba tòa nhà. Đó là khu trải nghiệm chăn nuôi bò sữa, khu lịch sử, phòng nghệ thuật. Tất cả trải nghiệm thú vị đều có ở đây. Bạn có thể thấy các trang thiết bị và trực tiếp làm món ăn cho bò, ngựa tại khu trải nghiệm. Sau bao lâu chờ đợi thì cuối cùng chúng tôi cũng đi cưỡi ngựa được rồi đây. Tôi đã cưỡi ngựa ở đảo Jeju rồi. Các bạn có tò mò xem ở đây khác gì Jeju không? Trong không gian đầy màu xanh của thiên nhiên này, tại sao chúng ta không cưỡi ngựa để tăng cường sức khỏe và giải tỏa tâm hồn nhỉ? Trang trại ngựa trong nhà này rộng hơn 20.000 m². Ở đây có khóa học lý thuyết cưỡi ngựa và thử trực tiếp cưỡi ngựa. Đây quả là nơi lý tưởng để tạo kỷ niệm cùng với thiên nhiên.
Dù biết cưỡi ngựa rất tốt nhưng có vẻ vẫn chưa có nhiều người đi trải nghiệm cưỡi ngựa lắm.